Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên chào buổi tối, nam ca sĩ Quang Hà cho biết, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5 đã trình báo công an về việc bị lừa mất sổ hồng căn chung cư ở quận Phú Nhuận có trị giá lên tới 4 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo do anh trai của Quang Hà là bồ sô Quang Cường viết, thì cách đây ít lâu, hai anh em ông có ý định bán căn nhà chung cư ở quận Phú Nhuận. Biết tin, hai người là ông Trần Thanh Hải và Trần Quốc Việt cùng quê Nam Định đã đến xem và ngỏ ý muốn mua với số tiền là 3,9 tỷ đồng, sau khi công chứng sẽ trả tiền một lần. Tối ngày 17 tháng 5, hai người này có cầm một vali và nói là bên trong chứa 200.000 đô la Mỹ đến nhà ca sĩ Quang Hà ở quận Gò Vấp để đặt cọc trước. Hai người này hẹn sáng ngày 18 tháng 5, sau khi công chứng xong về nhà thanh toán nốt tiền mua nhà. Tuy nhiên, sau khi công chứng xong, hai người này nhờ quan Cường chở đi để mua nước và lén cầm giấy chứng nhận nhà đất đi mất mà không thanh toán tiền. Sau đó, hai anh em nam ca sĩ đã tới trình báo ngay với công an phường 14 quận Gò Vấp về sự việc nói trên. vâng thêm một thông tin đáng lưu ý là khi công an phường cùng với hai anh em quang hà mở vali mà hai người này mang đến từ nhà thì phát hiện là bên trong vali thì không có tiền vì vậy nam ca sĩ khẳng định đây là vụ lừa đảo trắng trợn với mục đích là lấy giấy chứng nhận nhà đất để làm những việc xấu tuy nhiên thì tôi cũng rất là thắc mắc tại sao mua bán nhà một cái việc lớn như vậy mà hai anh em ca sĩ quang hà lại chủ quan và không nhận tiền cọc trước cũng không đòi chuyển tiền ngay sau khi tiến hành giao dịch tôi nghĩ chắc có lẽ lý do là vì cùng quê cho nên là có những cái mối thông cảm hoặc là tin tưởng lẫn nhau và thưa quý vị anh trai quang hà cho biết là cũng do có người quen biết người mua từ trước lại bị đánh tâm lý là mang vali tiền đến nhà mình để trước nên có phần chủ quan và hiện anh em nam ca sĩ đã báo chính quyền địa phương sở tài nguyên môi trường tp hcm và đề nghị tạm thời không cho sang nhượng căn nhà trên nữa để chờ cơ quan chức năng xác minh xử lý theo pháp luật